Chào các bạn đã đến với bài số 37. Chúng ta sẽ export danh sách sản phẩm, danh sale. Bài này thì chúng ta cũng ứng dụng nhiều trong trong cái dự án, các dự án mà các bạn sẽ làm. Khi mà các bạn export một danh sách hóa đơn, một hai là các bạn export một cái gì đấy, một cái tập dữ liệu hoặc một cái bản ghi hoặc một bất cứ một cái gì đấy ra Excel, thì các bạn sẽ cần phải xử lý. Thì cái này AB Plus nó cũng hỗ trợ chúng ta. Ở đây mình sẽ lấy ra một cái danh sách sản phẩm ở danh sale, thì chúng ta sẽ viết thêm một cái phương thức nữa. Thì sản phẩm của chúng ta chỉ cần có, bình thường chúng ta muốn lấy cái gì thì chúng ta sẽ tạo ra một cái view model và chúng ta select ra. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái viết riêng. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái phương thức là export Excel dạng post. Chúng ta cũng lấy cái bản chất, nguyên tắc của hoạt động của nó là nó sẽ đọc dữ liệu từ trong DB ra, sau đó nó sẽ tạo ra một cái file ở trên server. Cái file đấy nó có link đàng hoàng, và sau đó thì đơn giản là ghi cái file đấy, dữ liệu ra file đấy rồi trả về cái URL để cho thằng client nó download thôi. Thì cái phần ghi file này chúng ta sẽ lấy nằm ở ngoài controller. Ở chỗ này chúng ta thấy là chúng ta import một số, đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái đường dẫn. Trước thì chúng ta có thư mục template chúng ta đọc hoặc thư mục upload để upload. Còn bây giờ chúng ta sẽ có thư mục export file. Nó sẽ tạo ra đây, và nếu mà chưa có nó sẽ tí nữa phần này nó sẽ tạo. Và chúng ta tạo ra một cái file product cộng với date time ngày tháng năm giây giờ phút giây. Tạo ra một cái file URL hoàn chỉnh. Sau đó nó sẽ ghi file ra. Lấy dữ liệu từ, ở đây chúng ta ví dụ là lấy tất cả sản phẩm ra, xuất tất cả sản phẩm ra. Còn các bạn có thể lấy bất cứ cái gì ở đây. Tìm hóa đơn thì ví dụ chọn ID vào đây thì nó sẽ export ra. Đến cái bài hóa đơn thì mình sẽ, và ở đây có một cách mà chúng ta muốn ghi nhanh nhất là chúng ta ghi bằng cái phương pháp ghi từ cái ô đầu tiên A1, load collection rồi paste luôn cả cái table vào. Và sau đó nó sẽ tự fit column, tức là column nào dài thì nó sẽ fit dài, fit column rộng, sau nó sẽ xếp lại thành file và đẩy ra cái URL, tạo ra một cái sheet có tên là product. Thì cái đấy rất, cái file này, cái này thì đơn giản thôi, xử lý đơn giản. Thằng export này thì chúng ta cũng chỉ cần tạo một cái nút, một cái nút nhỏ ở đây. Nếu mà các bạn mà không muốn để cho nó FA import Excel. Đó. Nếu mà các bạn nó không muốn để cho nó có chữ thì các bạn có thể là để như thế này. Export hoặc là out hoặc là cái gì đấy. Forward. Ví dụ thế. Thì nó sẽ sinh ra một cái nút ở đây, các bạn sẽ viết btn export push ở đây, các diện là default đi. Và nút export này thì chúng ta sẽ viết sự kiện ở đây. Nút export này chúng ta chỉ là côn ajax cái phương thức đấy thôi. Còn dữ liệu trả về thì nó sẽ không trả trực tiếp, nó sẽ giả ra một cái file. Chúng ta sẽ gọi đến Ajax cái hàm export Excel, và khi thành công nó sẽ giả về qua response và chúng ta redirect đến cái file đấy là sẽ tự download về. Đó. Thì đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy ứng dụng. Khi các bạn run ở chế độ standalone, tức là chế độ của .NET Core không dùng IIS ấy, nó sẽ sinh ra cái này. Bạn nhìn thấy nó truy cập cái gì đến cơ sở dữ liệu bảng nào, hay là nó làm những cái gì này, nó load những cái gì này, nó sẽ hiển thị ra đây giống load JS ấy. Thì các bạn sẽ dễ dàng tracing được dữ liệu hơn. Mình sẽ đặt debug vào cái file import Excel này để các bạn hiểu. Đây lấy ra được cái thư mục root này,
chính là cái thư mục W root của chúng ta. Thư mục export file chưa có thì chúng ta sẽ tạo mới. Sau đó chúng ta tạo ra cái file name, chính là cái tên theo ngày tháng, cộng tất cả lại ra cái đường dẫn tuyệt đối. Sau đó chúng ta ghi file. Ghi file xong rồi chúng ta lấy dép test ra có 16 bản ghi, chúng ta pạt sang, đẩy vào, giả về file. Xong. Đấy là chúng ta theo theo cái export tắt thì như thế. Còn nếu mà các bạn muốn export theo cái dạng gọi là tinh túy hơn thì bạn select cho một cái view model khác, nó gọi là for export. Export chứ không phải tất cả này. Cái thứ hai đến nữa là ví dụ như là chúng ta search ra cái gì thì chúng ta sẽ export cái đấy. Thì search ra cái gì thì các bạn sẽ phải lưu lại được cái danh sách, cái tham số để các bạn lúc chúng bạn lấy về, các bạn cũng truyền vào cái tham số này để tương ứng ở trên grid bao nhiêu bản ghi thì ở dưới nó sẽ bấy nhiêu bản ghi. Thì các bạn sẽ phải lưu cái được cái search đấy vào trong session. Khi search một cái bạn ra kết quả, đồng thời lưu cái search đấy vào session. Và đến lúc mà chúng ta export thì chúng ta sẽ export từ cái dữ liệu tham số từ session này ra. Thì đấy cách mình hay làm dễ nhất. Đấy, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.